Xin kính chào quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình nóng hôm nay của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng trà thanh nhiệt Dr. Thanh. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, như thường lệ sẽ là chuyên mục điểm tin với những thông tin đáng chú ý sau đây. Chín quận huyện ở Thành phố Hồ Chí Minh bị cúp nước vào cuối tuần này. Review các hàng quán cần đúng luật. Tại cuộc họp báo quý 1 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa diễn ra, ông Lê Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng đã thông tin về việc cưỡng chế, tháo dỡ công trình vi phạm tại dự án tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà nằm ở phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. Dự án tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà do doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư, có quy mô 42 tầng và 2 tầng hầm. Tuy nhiên, chủ đầu tư tự ý chuyển đổi công năng tầng 2 đến tầng 5 khối chung cư vốn là không gian công cộng, bãi giữ xe thành 104 căn hộ và vi phạm tại dự án được phát hiện từ năm 2017. Ngoài ra, tại các tầng 25, 35, 41 và 42 cũng bị xây dựng trái phép nhiều hạng mục nên đã bị buộc tháo dỡ. Từ ngày 15 tháng 4, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thay đổi vị trí đón xe công nghệ từ làng B ga đến quốc tế sang bãi đậu xe ga quốc tế. Những ngày đầu thay đổi vị trí đón hành khách, không chỉ hành khách mà nhiều tài xế xe công nghệ khá lúng túng và bị lạc vào làng B vì chưa nắm thông tin. Đại diện cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, việc này nhằm giảm ùn tắc trong các đợt cao điểm lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Theo đó, cảng đã triển khai thay đổi vị trí đón hành khách của một số hãng xe công nghệ. Cụ thể, 5 vị trí ở làng B từ cục 9 đến cục 12 được điều chỉnh đến 11 vị trí tại bãi đậu xe ga quốc tế. Tổng công ty cấp nước Sài Gòn Sawako vừa thông báo về việc tạm ngưng cung cấp nước một số khu vực để phục vụ công tác bảo trì, bảo dưỡng định kỳ nhà máy nước Tân Hiệp. Thời gian cấp nước dự kiến từ 22 giờ ngày 22 tháng 4 đến 4 giờ ngày 23 tháng 4. Các khu vực tạm ngưng cung cấp nước quận 8 và huyện Bình Chánh, thị trấn Tân Túc, xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, Phạm Văn Hai, Bình Lợi, Lê Minh Xuân, Tân Kiên, Tân Nhật, Bình Chánh, An Phú Tây, Tân Quý Tây, Hưng Long, Phong Phú, Bình Hưng. Các khu vực cung cấp nước yếu gồm quận 6, 12, Gò Vấp, Tân Phú, Tân Bình, Bình Tân, Hóc Môn. Phiên giao dịch ngày 20 tháng 4, giá vàng thế giới lao cắm đầu xuống 1.970 USD trên một ounce, tương đương 56,3 triệu đồng trên một lượng. Như vậy, vàng đã mất 1,2 triệu đồng trên một lượng chỉ trong vòng một ngày. Theo giới phân tích, giá vàng lao dốc vì đồng USD và lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng và những hoài nghi của giới đầu tư về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong nửa cuối năm 2023. Tại Việt Nam, vàng P&G và SJC hiện lần lượt bán ra thị trường là 56,9 và 66,95 triệu đồng trên một lượng. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục điểm tin. Quý vị có những thông tin nóng, hấp dẫn, hãy gửi về chúng tôi theo địa chỉ email nonghomnay@phapluattp.vn. Những thông tin có hình ảnh và video chất lượng sẽ được phát trên chương trình Nóng Hôm Nay và nhận được nhuận bút hấp dẫn từ chương trình. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Nhận Định. Thưa quý vị, những ngày gần đây mạng xã hội lại được dịp bùng nổ thông tin trái chiều về một số TikToker thường xuyên nhận xét đánh giá tiêu cực về sản phẩm ẩm thực. Nhiều bạn đọc thắc mắc rằng khi các TikToker nhận xét đánh giá ác ý thì các hàng quán có được quyền kiện các TikToker hay không? Bởi lẽ trên thực tế thì các TikToker này thường nhận xét theo quan điểm cá nhân và chưa hiểu hết về ẩm thực vùng miền cũng như kiến thức về ẩm thực. Liên quan đến vấn đề này, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với Thạc sĩ luật sư Nguyễn Đức Thắng Ý, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh để cùng lắng nghe những nhận định, phân tích pháp lý liên quan đến vấn đề này. Lời đầu tiên thì Thu Hà xin được cảm ơn Thạc sĩ luật sư Nguyễn Đức Thắng Ý vì đã nhận lời mời tham dự chương trình ngày hôm nay của chúng tôi ạ. Xin chào MC Thu Hà. Thưa luật sư, thời gian vừa qua thì có nhiều TikToker, YouTuber, Facebooker mà tạm gọi chung là reviewer có những nhận xét đánh giá tiêu cực về các sản phẩm quán ăn. Và đặc biệt là những cái nhận xét đánh giá tiêu cực này có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của một số cửa hàng. Vậy thì luật sư có đánh giá như thế nào về vấn đề này ạ? Dưới góc độ pháp lý thì chúng tôi cho rằng việc các reviewer đánh giá, nhận xét, chia sẻ những cái trải nghiệm của mình khi sử dụng dịch vụ, sản phẩm hoặc thức ăn tại các nhà hàng, các quán ăn, thì tôi cho rằng đó là cái quyền của các review.
khi thực hiện cái việc cái quyền công dân của họ. Và cái việc làm này hiện nay pháp luật không cấm. Đó. Theo quy định của luật bảo vệ người tiêu dùng năm 2010 thì người tiêu dùng có quyền góp ý đối với cái chủ cơ sở sản xuất kinh doanh, chủ nhà hàng, chủ quán ăn về cái giá cả, về chất lượng dịch vụ, về phong cách phục vụ, về cái thực phẩm, về cái thức ăn mà họ sử dụng. Và ngoài ra họ có quyền trao đổi về các vấn đề khác liên quan đến cái giao dịch mà họ khi đến đó thực hiện cái việc mà sử dụng cái sản phẩm dịch vụ. Theo quy định của hiến pháp thì công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do tiếp cận thông tin. Tuy nhiên việc tiếp cận này thì hiến pháp đã có quy định thì phải dựa theo quy định của pháp luật. Và ngoài hiến pháp thì hiện nay bộ luật dân sự cũng có quy định vấn đề này. Song song với hiến pháp thì bộ luật dân sự quy định tại điều 10 của bộ luật dân sự năm 2015 quy định cá nhân pháp nhân không được lạm dụng cái quyền dân sự của mình mà gây thiệt hại cho người khác. Như vậy hiến pháp đã có quy định quyền công dân không thể tách rời nghĩa vụ của công dân. Do đó mọi người khi thực hiện cái quyền của mình thì phải có nghĩa vụ tôn trọng cái quyền của người khác. Và trong trường hợp này đó là quyền kinh doanh của các cá nhân tổ chức khác. Đúng như những gì mà luật sư vừa chia sẻ, tức là khi mà chúng ta thực hiện những cái quyền của bản thân thì đồng thời cũng phải nghĩ đến quyền lợi của những người khác. Đúng. Dạ vâng. Thưa luật sư, khi mà để xây dựng được một hình ảnh của một nhà hàng, một quán ăn trở thành một thương hiệu uy tín được nhiều người lựa chọn là một hành trình dài và khó khăn và tốn rất nhiều công sức và chi phí. Vậy thì có nhiều bạn đọc thắc mắc rằng khi mà những TikToker này có những nhận xét đánh giá tiêu cực thì những nhà hàng này có quyền được kiện các TikToker này hay không? Về mặt pháp lý thì điều này sẽ được quy định như thế nào ạ? Như tôi đã phân tích, khi các nhà hàng bị các reviewer này review nhận xét về các cái món ăn, các cái sản phẩm, cái dịch vụ, các phong cách phục vụ, nhưng mà việc review này không đúng sự thật, không khách quan, thì chúng tôi cho rằng cái hành vi này là trước hết là hành vi trái pháp luật. Nó đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái uy tín và có thể rằng nó gây về giảm sút về cái doanh thu, là nó gây một cái sự là hiểu sai của các khách hàng khác, hiểu không đúng về của các khách hàng khác đối với cái nhà hàng này. Ví dụ bản thân tôi, vậy tôi muốn đến cái nhà hàng này, tôi sử dụng dịch vụ, tôi ăn. Nhưng mà khi tôi xem các reviewer này review về nhà hàng này không đúng, thì tôi cũng dè dặt. Tôi muốn đến nhưng mà tôi thấy họ review các cái sản phẩm, các thức ăn không đúng, cái chất lượng nó không tương ứng với cái giá cả, thì tôi cũng phải suy nghĩ lại cái việc này. Do đó, pháp luật hiện nay cho phép các chủ nhà hàng khi mà bị các reviewer này thực hiện cái review, cái sản phẩm, cái dịch vụ, cái phong cách phục vụ hoặc là thức ăn của nhà hàng mình mà không đúng, mà có căn cứ cho rằng cái việc review này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái uy tín của nhà hàng của mình, thì pháp luật hiện nay cho phép các chủ nhà hàng có quyền tự bảo vệ mình hoặc nhờ các cơ quan tổ chức bảo vệ mình. Xin được cảm ơn luật sư về những chia sẻ vừa rồi ạ. Cảm ơn phóng viên Thu Hà. Cảm ơn báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Uống Dr. Thanh, thanh lọc cơ thể tươi mát mỗi ngày. Cay nóng quá. Nóng trong người. SOS. Uống ngay trà Dr. Thanh, giữ lại 9 loại thảo mộc tự nhiên giúp thanh lọc cơ thể tươi mát mỗi ngày. Luôn tươi mát mà không lo nóng trong người. Trà thanh nhiệt Dr. Thanh, thanh lọc cơ thể tươi mát mỗi ngày. Kính thưa quý vị, thời gian vừa qua, báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nhận được nhiều đơn thư của bạn đọc phản ánh về nhiều vấn đề trong đời sống. Trong chuyên mục ý kiến bạn đọc ngày hôm nay, xin được điểm qua một số nội dung phản ánh mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Chúng tôi đã tiếp nhận thông tin của bạn đọc gửi qua fanpage báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bạn đọc Nguyễn Văn Thịnh, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh 10 năm nay ở trên đường Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp tồn tại một trường gà sông Ba hoạt động ngày đêm. Người dân đã báo cơ quan chức năng nhưng không thấy giải quyết. Ngược lại, người đứng ra phản ánh lại bị xã hội đen gây hấn, đe dọa. Họ dùng đối tượng là các trẻ em đứng ra thám thính rồi báo lại cho ông Trùm ở đây. Bên cạnh đó, chúng tôi có tiếp nhận đơn thư phản ánh của bạn đọc Lương Văn Phương, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Bạn đọc phản ánh bị thu hồi đất để thực hiện dự án mở rộng khu lâm trại Suối Tiên. Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân quận 9 năm 2012 và biên bản thỏa thuận với công ty năm 2016, thì anh được nhận một nền đất tái định cư vào năm 2017.
anh đã giao đất cho công ty để thực hiện dự án và đi thuê nhà trọ ở. 6 năm nay, công ty chưa giải quyết giao nền tái định cư cho người dân như đã hứa, không có nhà để ở và mới chỉ được thanh toán 9 tháng tiền tạm cư nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Khi nhận thông tin phản ánh, chúng tôi đã nhanh chóng chuyển phóng viên tìm hiểu hoặc chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và trả lời sớm nhất cho quý bạn đọc. Quý vị thân mến, chương trình nóng hôm nay ngày 21 tháng 4 của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh xin phép được khép lại tại đây. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên plo.vn, đồng thời được phát lại trên các kênh Facebook, YouTube của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng Trà Thanh Nhiệt Dr. Thanh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.